nhớ cái lon sữa Kiko và những công dụng trong cuộc sống ngày ấy. Từ năm 1965 trở về sau, miền Nam đã nhập cảng nhiều loại sữa bột khác nhau dành cho trẻ em. Những chiếc lon sữa Kiko vẫn còn tồn tại trong hầu hết mọi gia đình vì độ bền chắc và khó móp méo hay hư hỏng của nó theo thời gian. Không biết ai là người đã thiết kế ra chiếc lon sữa thon dài, có những đường viền nổi bên hông lon và rất khó bị bóp méo. Nó có thể chịu được một trọng lượng nặng hay bị va chạm. Bởi nhờ lực phân tán của vật lý học cùng với nắp đậy thật kín được làm bằng kim loại nhôm thật tốt và bền. Nhưng chắc rằng khi sáng tạo ra loại lon đặc biệt này với dung tích 0,75 lít, có chiều cao 18cm cho nhãn sữa Kiko, người chế tạo chắc chắn cũng không thể ngờ được rằng nó hữu dụng đa năng đến như vậy với người dân ở những vùng xa xôi của đất nước Việt Nam ta. Ngoài mục đích để đựng sữa bột bên trong để uống, không thể có một bé kiến kim bé nhỏ chui vào, không thể thấm nước khi chiếc lon sữa nằm trong nước. Hương và vị cũng như chất lượng của bột sữa vẫn còn nguyên theo thời gian khi đậy kín nắp. Dần theo thời gian, hoàn cảnh sống, người Việt đã biết sáng tạo ra nhiều công dụng khác nhau. Trong gian bếp, chiếc lon sữa Kiko đã trở thành nơi cất giữ an toàn, không thể bị các loại côn trùng mối mọt cắn phá nguyên liệu như đường, muối, các gia vị quen thuộc như hành, tiêu, tỏi, trà thơm. Nó còn là chiếc đèn dầu để nhóm lửa, là người bạn thân thiết với ông táo của các bà, các mẹ. Trong thế giới của trẻ em và của người già, chiếc lon sữa đã trở thành người bạn thân để chất chứa bánh kẹo, bi bắn hay những đồ chơi nhỏ, hoặc biến thành cái ống heo để dành tiền mà có thể đem theo trong giấc ngủ. Với người lớn tuổi, nó lại là nơi đựng cao khô, thuốc xỉa, cái cối đồng nhỏ giả trầu, cây sâm trầu cao, để mỗi lúc ăn trầu là có nó hiện diện. Nó cũng dành cho các ông đựng thuốc rê, cuộn giấy nhuyễn trắng mỏng cùng cái bật lửa khi ông phì phà có thuốc. Nó cũng sẽ trở thành nơi cắt tiền nhỏ lẻ, tiền xu cắt để bà hay mẹ sai cháu đi ra quán mua đồ và sẽ không quên đổ xăng cho cháu dọc đường. Trong các quán ăn, những cái lon sữa ấy được sử dụng để đựng đũa, muỗng, bình cắm hoa, trang trí. Có gia đình đã biến tấu từ chiếc lon sữa ấy, họ cắt đôi, cắt ba để làm hộp đựng trầu cao của các bà, hộp đựng thuốc rê của các ông, làm cái ca lớn đựng nước cho quay cầm, để múc nước tắm khi chiều về. Sẽ thiếu sót khi không nói cái công dụng tuyệt mật là nơi cắt vàng bạc, tư trang quý hiếm của các bà ở một nơi an toàn nào đó, trong một góc bể, góc kính trong nhà hay nằm im lặng trong lớp gạch tàu, trong lòng đất hoài vườn dưới một gốc cây nào đó. Những năm 1977, khi các nhà tư sản miền Nam bị kiểm kê và niêm phong toàn bộ tài sản, hàng hóa, vật tư, thằng bạn thân của tôi, con của bà Triều Châu mẹ Việt, sau một thời gian hoàn thành nhiệm vụ tối mật của người cha dặn, nó đã kể lại cho tôi một câu chuyện bí mật động trời, là mỗi sáng trước khi đi học, nó len lén hốt một nắm tay khoảng gần vài lượng vàng trong lon Gigo, mà có 8 lon để gần các thùng nước tương, nước mắm, bỏ gọn trong hai túi quần để qua mặt người canh cửa. Cứ như thế, ngày từng ngày cho đến khi hết số vàng. Trong cuộc sống, tùy vào hoàn cảnh thích hợp, chiếc lon sữa Kiko đã trở thành những công cụ đa dạng hơn. Là cái bình đựng nước, đựng cơm cá, thức ăn khi ra ngoài đồng áng, là cái để đựng cơm cùng thức ăn để khỏi về nhà vào buổi trưa. Khi bạn học hay làm việc của các cô cậu học sinh, sinh viên hay nhân viên văn phòng của một thời, có những khi cần nước sôi để pha trà, cà phê, nó lại nhận thêm vai trò là cái ấm để nấu nước. Nó cũng là cái ca để uống nước hay dùng để múc nước cho các trẻ nhỏ rửa tay, rửa đồ hay dùng khi tắm mát. Trong các tiệm nước, quán ăn ngày xưa, chiếc lon sữa đã trở thành nơi để đựng đũa muỗng đặt trên bàn, là chiếc bình để cắm những nhánh hoa trang trí cho thêm màu sắc, không gian tươi tắn của cuộc đời. Sự sáng tạo ngày càng hay và lạ lắm hơn khi cái lon sữa trở thành cái khuôn bánh. Khuôn là ra những nét đặc trưng của nó
để lại là những hình tròn thật đều và thật đẹp, mà bất cứ ai khi nhìn thấy cũng nghĩ ngay và buộc miệng khen những sản phẩm như giò chả, xương sáo, xương sâm, xương sa cũng như các loại bánh khác. Nhiều cái lon sữa Gigo chan chứa thật nhiều ký ức đẹp đang dần dần biến mất, một thời đã gắn liền với một quãng đường đời thật dài. Thật đông đầy cảm xúc nỗi nhớ về nó khi những ai đã sống cùng với cái lon sữa huyền thoại của một thời mà đã đi xa trong ký ức. Hay thật, người thiết kế ra cái lon sữa thật chất lượng và cũng thật sự ngợi khen nét tài hoa của sự sáng tạo ra nhiều vật dụng đã gắn liền với hành trang cuộc sống của một đời người. Mình dìu nhau tới đất nước xa xôi miền xa mà
về ca khúc Chuyến xe Lam chiều của nhạc sĩ Vinh Sử. Xe Lam, phương tiện đi lại gần gũi của những người dân vào khoảng thập niên năm 1960. Những chuyến xe Lam là phương tiện vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân trong giai đoạn này. Những chuyến xe Lam bon bon trên đường đã đưa mọi người đến gần bên nhau. Từ những người đã quen rồi gặp lại nhau đến những người chưa từng quen biết lại được ngồi cạnh bên nhau. Ai đã từng đi xe Lam chắc sẽ không bao giờ quên được cảm giác đón xe. Những người đón xe trò chuyện cười vui như đã quen nhau từ trước. Vào lúc ấy, dù trời có độ nắng trưa, người ta vẫn bình thản đứng đợi xe. Chuyến xe Lam bình dị đã mang những người bình dân đi qua mọi nẻo đường. Trên chuyến xe Lam mang đầy tiếng nói cười rôm rả của mọi người hòa vào một không gian chung. Chuyến xe Lam chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Vinh Sử với bút danh Cô Phượng, đã kể lại một câu chuyện tình buồn dang dở. Ông sáng tác ca khúc Chuyến xe Lam chiều để kể lại một chuyện tình đơn phương tình cờ gặp nhau của ông. Nhạc sĩ Vinh Sử đã mượn hình ảnh cô gái mong manh bị rung động bởi một thanh niên lạ lần đầu gặp nhau trên cùng một chuyến xe Lam. Một câu chuyện tình buồn mang bao nỗi niềm của biết bao đôi lứa thờ ấy. Chỉ bởi hai chữ giàu nghèo, ngang trái mà cặp đôi không đến được với nhau như mộng ước thuở ban đầu của cô gái. Chuyến xe Lam đông người chiều hôm nào, hối hả chạy trên đường để kịp đưa mọi người đến nơi. Chúng ta, những người chưa hề quen biết nhau, nay lại ngồi trên cùng một chuyến xe. Trời đã định duyên sẵn hay chỉ là sự chớp nhoáng của tình ái mà xui khiến hai ta gặp nhau, ngồi bên nhau rồi quen biết nhau trên cùng một chuyến xe. Vốn dĩ có quen biết gì nhau mà sau lần gặp đầu tiên lại ngồi gần nhau như một cặp tình nhân si tình. Lòng người con gái thẹn thùng với người bên cạnh, không hiểu cảm giác giờ đây cứ như gặp đúng định mệnh trời ban cho mình. Xe chạy trên đường dài rồi cũng tới nơi. Xe dừng lại, em bước vội xuống xe, đi vào hẻm sâu về nhà. Bước chân trên đường mà lòng đầy xuyến sao. Anh vội theo chân người con gái lần đầu gặp trên cùng chuyến xe để trò chuyện làm quen. Sự e dè của người con gái lần đầu tiếp diện với người con trai mà mình muốn trao duyên. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt cô gái, bao nhiêu mộng ước của tình yêu tuổi mới vào đời. Cô gái bắt đầu nghĩ về chuyện tương lai. Một tình yêu đẹp sẽ được cùng vun đắp tình cảm càng thêm đậm sâu. Tình yêu là sự rung động hòa nhịp của hai con tim. Khi một bên đã tắt thì chỉ là tình đơn phương ôm hồi tưởng về tình yêu đẹp mộng mơ ban đầu. Chữ ngờ, một sự hờn trách trong câu chuyện tình dang dở. Trong ca khúc, nhạc sĩ đã đưa hình ảnh đám lục bình trôi để nói về nỗi niềm của người con gái. Lục bình trôi lên đênh theo con nước mà chẳng có bến đổ. Tình yêu của người con gái trong ca khúc cũng thế, cứ trao tình mà không nhận được lời hẹn ước nên đôi. Còn nước vô tình đẩy đám lục bình đi xa mà không đẩy vào bến đổ. Người ta vô tình đẩy tình cảm của cô gái đi ra xa mà không lời ước hẹn. Rồi mọi chuyện cứ đến, anh đi lấy vợ. Vợ anh con nhà giàu có, anh chọn giàu sang để hãnh diện với người đời. Giả tràng xe cát biển đông, bao nhiêu sự cố gắng của người con gái vun đắp cho chuyện tình của hai người cũng không còn ý nghĩa. Cũng như giả tràng lắp cát biển đông, tốn công nhưng vô ích. Phận con gái, ai cũng muốn một bến đỗ để an phận vui lòng mẹ cha. Nhưng lòng người ai hiểu được, đâu ai nhìn thấu được tâm can kẻ bạc lòng. Sự mềm yếu của con tim nên cô gái ngại gặp phải kẻ bạc lòng. Trên chuyến xe Lam chiều nay, chuyến xe vẫn đông người như chuyến xe Lam hôm nào, mà tiếng lòng người con gái nghe như vụn vỡ. Ngồi chen chúc nhau cùng nhiều người mà sao thấy lòng cô đơn. Bao nỗi niềm mộng ước ban đầu giờ chỉ còn nỗi đắng cay. Bao kỷ niệm buồn giờ đành chôn vùi theo thời gian. Thế mà giờ những kỷ niệm hai người ngày trước hiện ra, chỉ mỗi người con gái nhớ về kỷ niệm ngày ấy.
tình yêu là gì mang nhiều khổ lụy cho con tim mềm yếu. Trên chuyến xe năm nào xuôi về miền Tây, tôi quen một người em gái. Mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mở phai. Đường về miền Tây xa, qua bao nhiêu phà bắc, tình cờ ngồi bên nhau trao dâm câu chuyện vàng. Tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng đầy bao xuyến sao, như đã quen nhau từ lâu. Xe lướt nhanh trên đường xa, mở ruộng nương cây xanh rậm che muôn. Ai đã qua miền Tây dẫu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vời. Mình chuyện trò bên nhau nghe thời gian vội lướt, đường dài mà không xa, ôi chao sao lạ quá. Tôi hỏi quê em cười đáp lời, lòng biết bao khi biết quê em cần. Rồi mình chia tay khi xe về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên ven sông lòng đầy bâng khuâng, tâm tư thầm nghĩ có phải tơ hồng đã lầm xe kết tình, để rồi giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe say mộng thắm duyên lại. Nhưng có ai đâu bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Tôi xuống thăm Hậu Giang, sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dàng. Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bên, một mình ngồi bên sông, miên man bao hình bóng. Tôi bước trở về lòng bao xót xa, thương mãi chuyến xe miền Tây. Mình chia tay khi xe về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên ven sông Hậu Giang. Lòng đầy bâng khuâng,
tâm tư thầm nghĩ, có phải tơ hồng đã lầm xe kết tình, để rồi giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe say mộng ước duyên lại. Nhưng có ai đâu ngờ bao điều mộng mơ chưa sang hè đã tan vỡ. Tôi xuống thăm Hậu Giang, sông nước như thở than, buồn cho mối duyên dở dàng. Nàng đành lòng sang ngang, lên xe hoa bỏ bên, một mình ngồi bên sông, miên man bao hình bóng. Tôi bước cô đơn, lang thang chờ lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây, lòng nghe xót xa thương mãi chuyến xe miền Tây. Buồn lệ vòng qua sông áo xanh, trong khói súng say thành mong quần thâm mất ngủ. Tàn đêm khói lửa rời, chỉ cần hai tiếng bên anh. Sao công áp cho những người còn mãi mê, ra rừng che kín đường về con hoa. Công áp cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa, hay áp cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
phà Hậu Giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa. Giờ con là ai?